Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cảnh Sao của mình. Tiếp tục chơi game trong khi Xuân Ly là chủ của nó là hôm nay là 25 quả bóng rồi các bạn nha. Và khi giao trước mà mình giải được 23 quả các bạn ạ. Còn 2 quả nữa là đồng cho các bạn đi. Và video này mình vẫn tiếp tục sử dụng tin nữ xinh đẹp và chim bên hình nha các bạn nha. Còn này cho các bạn ạ, rất nhanh. Ok, và video này có lúc của viên của
Yeah.